Xin chào các bạn, đây là Gặp Nhau Cuối Ngày trên S Channel. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tổng hợp lại những tin tức nổi bật nhất có trong ngày hôm nay 11 tháng 4 nhé. Tin tức đầu tiên có trong ngày hôm nay. Trong thời gian mà cả nước đang thực hiện chỉ thị cách ly toàn xã hội thì rất nhiều đầu bếp tại gia đã đăng tải những thành quả nấu ăn của mình lên các hội nhóm và khiến cho nhiều người phải khâm phục tài nấu ăn đỉnh cao này. Và tuy nhiên thì cũng có một số khác không hề thích điều này một chút nào cả. Và cụ thể là có một hội nhóm trên Facebook có tên là Ghét Bếp đã được thành lập ra dành riêng cho nhóm những người ghét việc bếp núc và dọn nhà. Và chỉ trong vòng có 48 giờ sau khi lập ra thì hội nhóm này đã ngay lập tức thu về khoảng 350.000 thành viên và tạo hiệu ứng mạnh trong cộng đồng mạng và kèm theo một loạt những bài đăng siêu hài hước về những thành phẩm nấu nướng không mấy thành công. Và theo như anh Christopher Ding, là chủ nhân của nhóm Ghét Bếp đã khuấy đảo cộng đồng mạng trong suốt 2 ngày vừa qua đã cho biết, lý do anh tạo ra nhóm Ghét Bếp là để mọi người có thể giải trí và thư giãn và sống thật với bản thân mình hơn. Mạng xã hội có thể là ảo nhưng mà cuộc sống thì nhất định phải là thật. Và anh cũng tiết lộ thêm rằng cả vợ chồng anh đều là những thành viên của các group chuyên đăng tải những hình ảnh những món ăn ngon và nhà đẹp. Và việc hàng quán đóng cửa và phải ở nhà nấu nướng rồi dọn dẹp quá nhiều sẽ dễ khiến cho nhiều áp lực gia tăng và gây tâm lý hoang mang và tự ti cho bản thân hơn. Chính vì lý do này nên anh đã tạo ra group Ghét Bếp là nơi để mọi người có thể thoải mái chia sẻ những bức hình, những thành quả nấu ăn hỏng của mình và thoải mái sống thật với bản thân. Và cuối cùng, anh khẳng định là bản thân mình đã có công việc ổn định nên anh chỉ coi Ghét Bếp là một sân chơi cho mọi người thôi. Và mọi người vào nhóm thì nếu thấy vui vẻ thì hãy tiếp tục tham gia, còn nếu không thì có thể nhẹ nhàng rời khỏi nhóm. Tin tức số 2 có trong ngày hôm nay. Vào sáng ngày hôm nay 11 tháng 4 thì cây ATM gạo đầu tiên ở Hà Nội đặt tại nhà văn hóa phường Nghĩa Tân đã bắt đầu được vận hành. Và theo như ông Nguyễn Mạnh Hùng, người lên ý tưởng cho ATM gạo ở Hà Nội đã chia sẻ, ông có mong muốn là không để cho ai phải đứt bữa trong mùa dịch bệnh này. Chính vì vậy, sau khi đọc được tin ở Sài Gòn đã triển khai thành công mô hình này thì ông đã bắt tay ngay vào việc thực hiện để triển khai nó ở Hà Nội. Và ông cho biết, khâu đầu tiên là phải hoàn thành những chiếc máy và phải đảm bảo an ninh trật tự nữa. Sau 48 tiếng vừa lên ý tưởng vừa thiết kế thì cây ATM gạo đã mang đến những hạt gạo đầu tiên để được chia sẻ với bà con trong lúc khó khăn này. Và mỗi người dân đến thì sẽ được lấy một lần, mỗi lần sẽ được 3kg gạo. Và đến nhận gạo sẻ chia thì người dân phải sát trùng tay này, đeo khẩu trang và phải đứng theo ô được đánh dấu sẵn để đảm bảo là mỗi người sẽ đứng cách xa nhau 2m. Bên cạnh đó thì anh Doãn Thanh Tùng là người sáng chế ra chiếc máy ATM gạo ở Hà Nội này đã cho biết, và điểm cải tiến cho chiếc máy này chính là nút dậm chân thay vì ấn nút tay. Và máy được thiết kế bao gồm bồn đựng gạo này, gạo chạy theo đường ống xuống dưới và ở giữa thì có một bộ điều khiển bằng van tự động và pedal dậm chân ở dưới để người dân có thể tránh tiếp xúc bằng tay, và mỗi lần ấn pedal thì gạo sẽ nhả đúng số lượng đã được lập trình sẵn. Và sau khi bắt đầu hoạt động thì chiếc ATM đã mang gạo đến tận tay người nghèo. Và có rất nhiều người dân khi mà vừa mới nghe chiếc loa phường phát thông báo về việc là chia sẻ với những người khó khăn thì đã ngay lập tức chở ngay cả chục cân gạo đến để đóng góp thêm cho bà con có hoàn cảnh khó khăn. Gạo sẽ được phát từ hôm nay cho đến hết ngày 30 tháng 4 và sẽ được phát từ lúc 8 giờ sáng cho đến 17 giờ chiều hàng ngày. Tối ngày hôm nay 11 tháng 4 thì Bộ Y tế đã công bố thêm một người mắc Covid-19 sau buổi sáng không ghi nhận thêm ca nhiễm mới nào, và bệnh nhân thứ 258 ở thôn Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội. Bệnh nhân là nữ 47 tuổi và quốc tịch tại Việt Nam, trú tại xóm Hội, Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội, và người này là mẹ của bệnh nhân số 257 đang được cách ly tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 Hà Nội. Như vậy là tính đến nay thì thôn Hạ Lôi đã có 5 người nhiễm Covid, trong đó thì có 3 trường hợp liên quan đến bệnh nhân số 243 là ca đầu tiên. Bộ Y tế đã cử tổ công tác đặc biệt hỗ trợ thành phố Hà Nội dập dịch tại Hạ Lôi, và bắt đầu từ ngày 10 tháng 4, tổ công tác do Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Như Dương là Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương sẽ phụ trách. Riêng bệnh nhân số 91 là phi công người Anh, ngụ ở quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, có liên quan đến ổ dịch tại quán bar Bất Hà. Theo như thông tin cập nhật từ ngày 10 tháng 4 cho biết thì diễn biến của bệnh nhân không xấu hơn nhưng mà cũng chưa có dấu hiệu hồi phục. Tuy nhiên thì xét nghiệm vài lượng virus ở bệnh nhân này cho thấy là dấu hiệu lạc quan nhiều hơn, và kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 ở bệnh phẩm dịch phế quản có kết quả là âm tính, trong khi bệnh phẩm ở dịch mũi họng thì vẫn còn dương tính yếu. Tin tức thứ tư có trong ngày hôm nay. Vào ngày hôm qua 10 tháng 4, tại cuộc họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch Covid-19, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cập nhật những thông tin mới nhất về thời gian học và kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2020. Cụ thể là Thứ trưởng sẽ cho biết thời gian kết thúc năm học sẽ được diễn ra trước ngày 15 tháng 7 và tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia bắt đầu từ ngày 8 cho đến ngày 11 tháng 8 tới đây. Thứ trưởng khẳng định nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát và học sinh có thể đi học trở lại trước ngày 15 tháng 6 năm 2020, thì học sinh lớp 12 vẫn có thể dự thi
kỳ thi trung học phổ thông quốc gia như là lịch trình dự kiến với tinh thần được tổ chức giảm nhẹ nhất có thể trong vòng 4 tuần kể từ ngày 15 tháng 6 cho đến ngày 15 tháng 7. Học sinh sẽ được thầy cô ôn tập sau thời gian học trực tuyến tại nhà để kiểm tra định kỳ và kiểm tra cuối năm. Tuy nhiên thì phương án xấu nhất khi mà học sinh không thể đi học trước ngày 15 tháng 6 năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ trình Quốc hội để cân nhắc phương án phù hợp hơn. Và bởi theo luật giáo dục thì học sinh lớp 12 phải thi trung học phổ thông quốc gia để được xét công nhận tốt nghiệp. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã nhấn mạnh quan điểm tạm dừng đến trường không dừng việc học. Trong thời gian nghỉ dịch, Bộ đã có hướng dẫn chi tiết các nhà trường về việc tổ chức dạy học qua Internet và trên truyền hình để thực hiện chương trình giáo dục và đánh giá thường xuyên kết quả học tập của học sinh. Bên cạnh đó thì Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã tiến hành tinh giản nội dung của học kỳ 2. Những kiến thức này sẽ không xuất hiện trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Học sinh các cấp sẽ được học bù và kiến thức sẽ được rút ngắn trong từ 1 cho đến 2 tuần của năm học 2020 và 2021. Tin tức cuối cùng có trong ngày hôm nay. Sau khi phát lệnh truy nã vào ngày hôm qua 10 tháng 4, Đường Nhuệ đã bị bắt giữ tại địa bàn thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam vào khoảng 21 giờ tối cùng ngày và được di lý về Thái Bình để phục vụ cho công tác điều tra. Trước đó vào khoảng 10 giờ 40 phút ngày 30 tháng 3, nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ vận tải Phúc Cường có nhận vận chuyển một gói tài liệu của công ty trách nhiệm hữu hạn Đường Dương từ Thái Bình đi Hà Nội. Tuy nhiên thì do người nhận và người gửi không thống nhất được địa điểm giao hàng nên đã xảy ra mâu thuẫn và giao nhận hàng muộn hơn dự kiến. Sau đó thì Nguyễn Xuân Đường đã gọi điện để đe dọa và yêu cầu nhân viên công ty Phúc Cường về Thái Bình để gặp Đường. Và đến khoảng 18 giờ 20 phút thì nhân viên công ty Phúc Cường đến nhà của Nguyễn Xuân Đường, cũng là trụ sở của công ty trách nhiệm hữu hạn Đường Dương. Tại đây thì Nguyễn Xuân Đường và Nguyễn Thị Dương đã tra hỏi và đe dọa nhân viên công ty Phúc Cường. Sau đó thì Nguyễn Thị Dương, Nguyễn Đức Mạnh và Phạm Ngọc Quý đã hành hung và gây thương tích cho nhân viên của công ty Phúc Cường. Vào ngày 2 tháng 4 thì cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình đã tiếp nhận tin báo và tố giác tội phạm của một công dân trú tại xã Vũ Ninh, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình, tố giác vào ngày 30 tháng 3 năm 2020 bị một số đối tượng đánh gây thương tích tại số nhà 366 đường Lê Quý Đôn thuộc phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình. Và sau khi tiếp cận để giải quyết vụ việc thì căn cứ tài liệu điều tra, ngày 7 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án và quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét khẩn nơi ở để điều tra về hành vi có dấu hiệu phạm tội và cố ý gây thương tích đối với Nguyễn Thị Dương. Ngoài ra thì hai bị can khác đã bị bắt giữ bao gồm Nguyễn Đức Mạnh là lái xe riêng của Dương và Phạm Ngọc Quý. Hiện tại thì công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình để điều tra và mở rộng vụ án này. Vừa rồi là những tin tức của ngày hôm nay, những tin tức nổi bật nhất có trong ngày 11 tháng 4 mà Gặp Nhau Cuối Ngày đã cùng tổng hợp lại cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và chúc các bạn ngủ ngon nhé.